Rồi, hello anh em. Chào mừng các bạn đã trở lại kênh Mỹ Mô Tô. Thì hôm nay mình sẽ cái tiệm xe của anh Dương Nhật Phúc nè anh em. Đó, địa chỉ đó nha. Và địa chỉ và số điện thoại này mình sẽ để ở phần mô tả nha. Anh em cứ nhấp vô tiêu đề là sẽ gặp ha. Thì clip trước mình có làm cái mô tô giá rẻ đó anh em. Từ 20 triệu đến 20 triệu 500 là có mô tô đó anh em. Đó, anh em cứ bấm vào kênh mình xem là sẽ gặp ha. Thì mình cũng đã hứa mình sẽ làm cái clip ở trong đây phân khúc 300 đến 900 nè anh em. Đó. Cái dòng mô tô cái dòng trong đây là mới về nha anh em. Còn con Demon ở trong kia, túi trong kia kìa anh em, rất là đẹp. Đó, trước tiên mình sẽ xem cái con phun lút 300, lít 300 nè anh em. Cái này bữa nay giảm giá đi để bán dòng mạng anh 53 triệu. Dạ. Xe này đời 2018 nè anh em. Xe mới lắm. Bán cho lưu anh em là 50 triệu anh. 53 triệu. 53 triệu anh em ơi. Tí xíu là cái tiệm mình hiện giờ có về phần trả góp là được, có trả góp không anh? Có luôn nè, nói chung nhưng mà anh em phải có đủ điều kiện thì mới được vay nha. Thứ nhất là hộ khẩu ở Bình Dương, Đồng Nai hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. Còn nếu mà không có hộ khẩu ở đây á, thì mình phải đang làm công ty hoặc xí nghiệp tại đây nhé, có hợp đồng lao động hoặc bằng lương nha. Dạ dạ. Đó, thì anh em cũng nghe ha. Cũng có cho anh em trả góp nha anh em. Cũng nó rắc rối, nhiều anh em không có đậu, nhưng mà nói chung anh em vẫn muốn, nhiều anh em vẫn đậu muốn hỏi thì đó mình có liên hệ để mấy bên tài chính thì có làm cho anh em luôn rồi đó. Có nghĩa là ví dụ anh em có đủ điều kiện ra luôn mình. Rồi tới con Z300 nè anh em. Khá là mới rồi anh em ơi, xe đẹp. Đó. Thì anh em có xem cái kênh của mình á, cũng có kêu mình quay kiếm cái Z300 mình quay cho anh em xem nè. Thì hôm nay mới về luôn anh em, mình sẽ làm cái clip để báo giá nhanh cho anh em ha. Thì trước tiên mình xem xe ha, mình sẽ báo giá sau ha anh em. Con Z300 nè, thắng ABS nè anh em, rất là đẹp luôn. Hai máy anh em, hai củ bô nè. Đó, máy còn mới cáp rồi đây mày. Bô zin theo xe luôn nha anh em. Đó, bô này là zin theo xe luôn. Về phần mấy cái dàn lông này, cái bình xăng này rất là mới anh em ơi, bóng hới luôn, không có dấu chạy xước luôn anh em. Đó, mình sẽ quay mình xem xe đi rồi mình báo giá cho anh em ha. Cái này là 93 triệu 500 nha, xe biển số thành phố thì bao cũng tính cho anh em. Xe này đợi nhiêu anh? Xe này 26 ấy. Dạ, đời 2016, 93 triệu 500 ha. Đúng rồi, 2 kính 2 triệu. Bao hết rồi. Cái đồng hồ này, cái audio này có sao mà có đúng gì không anh? Cái gì ạ? Ý là audio mình có tua không? Thì mình không, anh thì anh không có tua. Có thể lấy về làm rẻ luôn nha, vậy luôn ha. Về phần đồng hồ thì anh em cứ yên tâm nha, và máy móc thì anh lấy về sau là cứ để chân mà bán cho anh em ha. Thì anh em cứ nghe tiếng máy nè. Rồi, một em Z300 nha anh em.
93 triệu 500 ngàn nha anh em. Bao hồ sơ ha. Bao công chứng. Đó. Đó, đồng giá nó luôn, nhưng ra 300 để 25. Này 300 ha. Đúng rồi. Động cơ là 300 ha. Cũng giá bằng giá nó luôn. Bằng giá luôn anh, bằng giá con vết 300 luôn ha. Đúng rồi. Ồ, con này quá mới rồi anh em ơi. Nói chung là quá mướt anh em ơi. Trong nó không phải là len ken mà cũng còn ok. Sẽ tháng ABS luôn nha. Đúng không? Cái đồng là ABS hết rồi. Cái này là hai máy luôn anh em ơi. Xin ra với Liên Ba đã xài chung một máy. Đúng 9037 cây ha. Rồi. Con này là 93 triệu đồng giá với con bên đây luôn, 93 triệu 500. Rồi, xin lỗi các bạn. 93 triệu 500. Tiếp tới con là cái con này bên đây em hỏi anh có làm hết rồi sao á? Anh quay mấy con ngoài này với mấy con bên đây được rồi. Tại vì mấy con ngoài này mình có làm cái clip rồi đó anh em. Mấy con bên đây nè. Đó, mình sẽ bỏ qua ha. Thì anh em cứ nhấp vô tiêu đề là sẽ gặp mình làm cái clip rồi đó. Thì hôm nay mình sẽ báo mấy con mới về thôi. Cho em hỏi con G15 luôn nè. Hai con này đều xe đời 29 hết. Thì bữa nay em giảm xuống đi. Bữa trước là 66 với 67, bữa nay giảm 65 với 66 thôi. Xe này hai con này là xe kia chạy 2000. Này là 65 này 66 anh. Đúng rồi, 29 hết rồi. Hai con là đều đời 29. Sao con này bên đây nó 65 mà mình nói 66 anh? Tại vì xe kia nó đi ít ngàn cây hơn thôi. Con này đi mấy, đi có 2000 thôi. Con này đi có 8000 mấy ha. Còn bên đây đi có 2000 mấy. Dễ hơn ha. Rồi. Xe tem này tem chùm luôn anh em. Chùm nguyên con luôn. Nó mua xong rồi giá tem chùm luôn, mình quá đẹp luôn hai con này. Đó. Anh em cứ xem tham khảo ha. Thì lựa chọn thích con nào thì cứ lựa chọn ha anh em. Rất là nhiều giá anh em, khác nhau. Đó. Thì con này lúc trước mình cũng có quay cuối clip nè anh em. Con này là giá là 25 triệu 26 triệu 500 ngàn 26 triệu 500 đó. Mình sẽ báo giá lại cho anh em luôn. Con này cũng còn mới lắm nè anh em ơi. Giá cũng ok ha. Con này là anh ơi, con này cho em hỏi anh ơi, con này là động cơ bao nhiêu anh? 125. Có 125 hả? Đúng rồi. Rồi. 125 anh em ơi. Cho em hỏi tiếp là con G15V2 này bán rồi anh. Đúng rồi. Rồi cho qua luôn. Con GTX thì xe này là 29, xe kia 28. Xe này là 56 triệu, xe kia 57 triệu. Xe này thì xe màu xanh thì đi 12 ngàn rồi, xe màu đen thì mới đi có hơn 3 ngàn cây. Rồi. Mình sẽ báo giá nhanh luôn. Rồi xong, cho em hỏi con con này mới về nè anh em. Xe cũng mới chạy 29 luôn, đi 2000 km. Xe thì nó đi bố ép xe với bút đuôi đẹp lắm. Xe như mới luôn. Xe bị số đẹp khó nè. Con này giá nhiêu anh? 50 triệu 500 ngàn.
50.500. Rồi, đời đời 2019 anh. Ồ, đời mới thôi. Đời 2019 luôn. Thì mới có 2.484 cây anh em. Anh em thì giờ cũng thấy ha, bánh mâm còn mới chát luôn. Xe này mới đi được có 2.000 mấy cây anh em. Xe này đời 2019 anh em. Đó. Thì anh em muốn chính xác hơn thì có nhu cầu thì cứ đến đi, mình xem giấy tờ hồ sơ hợp lệ thì mình cứ lấy thôi ha anh em. Đó. Thì ở đây tiệm xe ảnh là uy tín hồi nào giờ nha anh em. Anh em cứ yên tâm về phần đó ha. Đó, thì xe rất là đẹp anh em ơi, còn mới chát luôn. Mình cũng thấy ha, đó. Xe này cho em hỏi là động cơ nhiêu anh? 150. Dạ dạ. Xe này là động cơ 150 anh em ơi. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó. Gắn thêm hai cục hai bên này giờ mới nổi xe đẹp quá. Đó, anh em muốn chính xác hơn thì mình sẽ quay cái cổ bô cho anh em xem nha. Đó. Đó. Mình cũng nói thiệt tình nha, xe này cũng rất là mới anh em. Xe khá là đẹp. Xe này anh em nào tầm 1,5 m là có thể ngồi vô tư nha. Rồi, nó qua đây luôn. Không, đây còn con Z 900 nữa chứ. Sẽ xem cái con Z 900 này nè anh em. Đời 2017. Đó. Con này giá nhiêu anh? Con này 218 triệu. 218 triệu ha. Con này anh em cũng biết ha. Vua tốc độ luôn ha. Đó, đĩa hai bên luôn anh em. ABS luôn. Đó. Anh em xem vô nè, cổ vô nè. Này tí là bốn máy anh em. Đó, bốn cái cổ bô anh em thấy không? Bốn máy. Quá dữ luôn em ơi. Quá dữ luôn em ơi. Đi được 19.000 mấy trăm cây nha anh em. Xe này đời nhiêu nãy mình báo rồi? 27. Đời 27 nè anh em ơi.
quá đã luôn anh em ơi. Đó, thì mình sẽ còn mấy con MFX ở bên đây nè anh em, mình sẽ báo giá cho anh em luôn. Cho anh hỏi con Honda con này là con MFX này là 2016. Đời 2016 giá bao nhiêu em? 31.500. Con này 31.500. Rồi. Báo giá nhanh cho anh em luôn. Đời 27, 34.500 ha. Hay động cơ 225 hết ha. Này 28, 38 triệu. Rồi, con này đời 28, 38 triệu. Rồi. Kawasaki này bán rồi. FZ 150. FZ 150. Phun xăng điện tử. Phun xăng điện tử. Rồi. 38 triệu 500. Số Bình Dương là 38. 38 triệu 500 nha anh em. Rồi. Hỏi ngoài kia còn hai con thấy màu rất khá đẹp nè. Mình sẽ quay hỏi giá về ngoài luôn ha. Bentley 302. Bentley 302. Rồi. 25. Đời 25. 66 triệu. Con này là 66 triệu. Đó. Miếng vàng này mình sẽ quay báo giá sơ sơ cho anh em ha. TFX 150 27. Con này giá nhiêu em? 54 triệu. Rồi, 54 triệu. Đó. Thì không có để anh em chờ đợi, mình báo giá nhanh cho anh em tham khảo. Thì về phần xe cộ anh em có nhu cầu thì cứ đến đây mình xem xe kỹ ha. Về giá cả thì mình cũng báo ha, báo rồi đó. Kawasaki W175. Kawasaki W175 con này bằng A2 nha. Con này rồi. Con này bằng A2 đó. Là 60.500.000 2018. Con này đời 2018. 60 triệu 500 nha anh em. Con này còn khá là mới nè anh em. Chủ trước đi chắc cũng hơi kỹ nha. Còn rất là mới. Đó, bình xăng còn bóng hới luôn anh em ơi. Con này là nhập khẩu từ Thái phải không em? Đúng rồi, có tem Thái, nhập khẩu Thái. Đó, con này đi được 8.772 cây ha. Bấm nhẹ cái là nổ máy liền anh em ơi. Quá nhạy luôn. Tiếp luôn em ơi. Đấy con 150 2018. Con này 150 ha, đời 2018. BX Tom. Này là BX Tom. Rồi. Đen nguyên con. Rồi ai thích màu đen. Đó, anh em nào thích màu đen thì về dòng xe này thì cứ đến đây ha. Nguyên con là màu đen hết anh em ơi. Này biển số đâu nha em xem đi. Đó, biển số 79 này bao quốc hồ sơ nha. Xe này thấy còn mới quá nè. Xe này đợi nhiêu cho em? 28 đi. Xe này đợi 28. Rồi. Nổ máy cho anh em nghe thử coi. Con này FI rồi chứ. FI rồi.
con này FI ha. Trong đây nó hơi chật quá, mình quay cũng không hơi kỹ về máy ha, anh em xem thông cảm mình ha. Mới luôn anh em ơi, hai con này là khá là mới anh em, quá đẹp luôn. Đó thì anh em nào có nhu cầu thì cứ đến cửa hàng của ảnh ha, cửa hàng của ảnh ở đây là chuyên bán về xe mô tô nha anh em. Phân khúc là từ 25 cho đến 900 nha anh em. Đó. Như 900 là con Z900 đó, mình mới vừa về, mình mới quay hồi nãy đó anh em. Đó. Thì có đủ thứ các loại giá cả nha anh em. Mô tô là từ 20 đổ lên là cũng có luôn nha anh em. Đó. Anh em có nhu cầu thì hãy đến ha. Đó. Thì anh em xem kênh mình thấy ý nghĩa hãy cho mình một like và đăng ký kênh để ủng hộ mình làm video thật là hay ý nghĩa cho anh em xem ha. Cũng như là ủng hộ mình trong tương lai nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều ha. Rồi, video đến đây là kết thúc ha. Rồi.